Chưa mà. Cụ Lê. Hả? Cụ Lê. Cụ Lê là cụ gì? Không phải quả Lê. Thịt heo chiên. Ui da. Ai biết. Ai khóc nỗi đau này. Mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Gen Z. Và hôm nay Gen Z sẽ có một thử thách vô cùng đặc biệt, đó là sẽ đoán tên các món ăn đặc trưng của ngày Tết của các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Và nếu như mà ai đoán sai thì sẽ bị ăn một cái bánh tét. Ok, bây giờ mọi người hãy cùng đón xem nha. Gì món? Cố kiểu lát muốn mày biết. Dưa hành. Đồ chua. Kim chi. Ờ ngủ kiểu. Ủa. Ủa nào đánh đi. Đánh luôn đi. Mỗi người mỗi số phận. Không ai giống ai. Gợi ý của kiểu tôm gì? Món khai vị. À đấy rồi. Khai vị gì đó? Cái gì vậy? Cái này là gì? Cái bò. Nước mắm. Bánh bánh mật. Cái tự không biết. Bánh ít. Bánh đúng hả? Ủa. Mắm nèm. Mắm ruốc. Đường miền Trung mà không biết này. Ui. Chết cha. Không rõ đi. Nước mắm gừng. Bánh tổ. Ôi, bánh trưng. Bánh thủ quà. Đúng rồi. Dễ vậy. Cái này là gì? Chà. Nem chua. Ủa. Ôi, nem. Vô đây, vô đây. Mày không hớt được đâu. Ôi. Bà lá lốt. Ủa. Ủa mà là bỏ lá lốt mà. Bò bía. Bà cuốn. Thôi gõ đi. Thôi gõ rồi này cũng không biết nữa. Nhị khúc. Thịt heo chiên. Ui da. Ai biết. Ai khóc nỗi đau này. Heo quay. I am the one, the way your son don't need a. Dạ, giò gì, giò heo hầm hả? Ủa. Ba. Không. Heo quay. Không. Cái gì hầm vậy Quân? Chưa mà. À, heo quay kho đúng không? Kho dưa gì? Dưa muối. Đây. Nhìn giống heo quay mà. Heo quay. Phải heo quay không? Heo quay. Phải nhô. Hồng kho. Ủa sao mà dễ vậy? Dĩ trời. Giả cày vậy? Giả cày hả? Khô mực hả? Khô mực. Gần đúng. Khô mực. Gần đúng rồi. Tán cho mọi người. Khô cá sấu. Nhỏ đi thái gì rồi. Gợi ý đây là một món thịt treo gác bếp. Wow. Yeah, trời. Muối gỏi. Gỏi gỏi trái cây. Cà pháo. Táo nhỏ. Chầu câu. Sấu. Ủa nhìn đó mà. Muối hả? Chanh luộc hả? Củ kẹo. Sao nha. Kẹo này. Ủa giống mà. Củ tỏi. Ờ củ tỏi. Tỏi này. Tên người á mày. Tên giống mày. Mày bắt giống củ kẹo là củ gì? Củ gì trời? Củ. Củ nang. Ê mày đang chửi tao. Củ. Củ gì trời? Củ sắn. Lâu quá đập đi. Lâu quá đập đi. Lâu. Đập luôn. Cụ luôn. Cụ. Cụ. Cụ hành.
Thành gì? Thành tím. Thành trắng. Thành trắng. Thành trắng. Tên. Tên. Món này là món cổ. Thành. Thành tím. Nhâm. Thịt kho trứng cút. Xoài. Củ lê. Hả? Củ lê. Củ lê là củ gì? Ông ơi, quả lê. Củ lê. Cái này quen lắm mà. Yến xào. Ờ, yến xào đó. Cái này gì? Giống đồ chua anh cơm sườn đúng không? Không, giống đồ chua mà ăn trong mấy món Nhật. Bỏ đi. Mày ngó lẻ đi con. Củ cải ngâm. Chính xác. Chính xác. Ốc bô. Cái này là ở trên miền núi đúng không? Ừ. Cái này là lòng trâu. Lòng trâu. Gọi là gì? Lòng trâu, trâu gõ đó, trâu gõ. Sao? 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 Ruột trâu. Cái gì khảm khảm lạm lạm gì đúng không? Khảm trời. Ôi. Khảm lạm à. Cái có luôn nè. À, thắng. Em biết. Danh lam thắng cảnh. Thắng. Lòng trâu sao mê. Lòng trâu sao mê. Thắng lố. Thắng lố hả? Thắng cố. Thắng khổ. Trời ơi, đúng rồi. Im lặng. Ờ cái này dễ nè. Thịt đông. Chính xác. Yeah. À, và đó là các món ăn đặc sản ngày Tết của các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Thì không biết là các bạn đã đoán được tên bao nhiêu món thì hãy comment xuống bên dưới chúng mình cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe cho Gen Z. Bây giờ thì bye bye.